Nó bị sưng chút xíu nha. Để chút xíu nó có em kia lòng vô. Em nào lấy cái miếng petro á. Cái chụp lò lòng vô để dẫn luôn ra cho bạn nha. Nó bị sưng bên tay này chút. Lấy đồ ra đi em ơi. Thấm lại lên. Nha. Rồi lòng lòng vô á. Cái miếng petro. Một món hay nói gì đó. Lòng lòng mai về nha. Thêm cái banh rô mình chẳng lâu bên ngoài nên mình nó bị hơi đấy. Này chìm vô cái miếng gạt vô hai bên đây nha mấy đứa.